Tiếp theo ở phần upper keyboard volume 1 các bạn lấy pipe organ 1 cho mình. Nhưng mà ở đây thì lúc này volume của mình để trong khoảng 16 reverb 20. Tiếp tục là ở cái phần keyboard volume 2 các bạn upper keyboard volume 2 các bạn bấm vào chữ cuộc chọn cho mình cái tiếng này này ha. Mình mô phỏng tiếng đơn tranh các bạn đây. Cái này thì các bạn để verb 20 volume 24 luôn. Reverb 24 volume 24 luôn. Tiếp theo là lower keyboard volume 1 thì các bạn chọn organ cho mình vẫn là Viper organ 1. Nhưng mà lúc này thì reverb 20 volume 16. Còn tiếng lower keyboard volume 2 các bạn chọn piano cho mình nhé. Chọn piano 1. Các bạn để cho mình reverb 20 volume 24. Lúc này mình để cái for loop này á là mình chọn số 1 nhưng mà để nhỏ thôi các bạn nhé, để tầm khoảng 8 mình sẽ có tiếng này. Chữ nguyên tay phải thì lúc này mình khóa cái tiếng số 1 lại. Upper keyboard volume 1 mình khóa lại. Còn upper keyboard volume 2 thì mình để tiếng này nhưng mà nhỏ thôi. Nhưng mà mình đẩy cái thang ở phía lip volume 1 á, các bạn nhận cho mình ở cái chữ for loop này các bạn chọn piccolo cho mình ha. Lúc này thì các bạn để ý là volume maximum reverb 20. Tiếp theo đó thì ở lip voice 2 các bạn chọn cho mình ở for loop 1 mình chọn 12 và reverb 20 volume 12 mình sẽ được tiếng như vậy các bạn này. Nếu như các bạn đang có nhu cầu cần tư vấn chọn những chọn đàn electronic nhà thơ thì các bạn có thể tham khảo tại website nhạc cụ antonmusic.com hoặc qua số Zalo của Lê Anh 0943633281. Ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ với fanpage nhạc cụ antonmusic, trong này thì rất là nhiều sản phẩm. Ngoài ra thì có kênh antonmusic các bạn nhé, cũng kênh YouTube cũng ở trong này cũng có phần danh sách phát á. Ở đây mình cũng có demo rất là nhiều những cái mẫu đàn, rồi là có hướng dẫn ở đây các bạn vào hướng dẫn sử dụng đàn electron nhé, rất là nhiều các bạn nhé. Bạn có thể vào đây hoặc qua số Zalo của Lê Anh. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì các bạn có thể chia sẻ đến cho tất cả mọi người nha. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn.